cháu nội năm bánh luôn. Dạ. Đẹp ghê. Lỗ tai Phật nha. Lỗ tai Phật mới chấp nhận trong đó. Út Trang được bà khen dữ lắm đó Út Trang nha. Chồng con. Xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay gia đình Trang với gia đình chị của Trang đi đến thăm bà của Trang là em ruột của ông nội Trang. Năm nay bà đã gần 100 tuổi rồi. Trang mời cả nhà xem bà nói chuyện nha. Bà gần 100 tuổi nhưng nói chuyện rất là vui, không có nhớ chuyện xưa nhiều, nhưng chuyện hiện tại thì bà nhớ và bà luôn khen mọi người xinh đẹp, dễ thương. Mời cả nhà xem clip về bà cùng với Trang ha. Dạ má ngồi vậy đi, ngồi vậy. Ừ, dạ. Để bà nằm cũng được. Không, kệ, ngồi vậy nói chuyện không sao, như nằm hoài. Tự ngồi được ha. Ngồi, tự ngồi. Tự ngồi là ngồi để ăn nè, để dạ. Ngồi ăn luôn. Dạ, chào bà. Chào bà, chào bà. Dạ, tụi con. Rồi dạ, dạ, tụi con. Để nói còn ăn nhớ. Nói đi, dạ. Chị nhắc đi. Con là cháu nội ông Năm Quánh. Ừ. Bà biết nhớ ông Năm Quánh không? Ừ. Dạ, cháu nội Năm Quánh. Nhà này cháu nội Năm Quánh luôn. Dạ. 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 Đẹp chưa? Chưa đẹp ở chứ. Cha Út nha. Đây con là của từ chưa. Giống nhau. Cái miệng giống á. Dạ. Dễ thương cái miệng nè. Quay mặt lại quay bà cho con tay để bà nó tay đẹp rồi đó. Chụp cho các thằng chụp cho mình và lỡ tay bà nghe tóc này tóc rồi nãy nghe tóc rồi nãy con ôi chạy tóc đúng rồi chạy tóc lại chạy lỗ tai Phật nha. Lỗ tai Phật mới chấp nhận trăm á. Trăm còn 2 tháng rồi là 98. Wow. Tháng 2 là 98 tuổi rồi. Giờ tới 11 rồi. Tay Phật. Hợp răng nó đèo. Không có khen mà. Ồ, khen. Út Trang được bà khen dữ lắm đó Út Trang nha. Đẹp đẹp chưa con? Thôi được rồi, được rồi. Tụi con có phước. Tụi con có phước được bà nựng á. Gái đẹp hơn gái này đẹp nhất. Gái con. Gái vô nữa. Con của con. Yeah. Dạ. Yeah. Con gái lớn của con. Cố, cháu cố. Con răng đẹp. Con trai răng đẹp răng mấy em luôn. Này con trai của con. Dạ này này là chồng con. Ông xã con. Dạ. Là gì gọi là mình. Dạ bà 98 tuổi. Đi hơn. Dạ cô quanh nó 97. 97. Dạ bà 97 tuổi. Dạ. Lúc qua đây của má đó, sinh nhật á, tôi hỏi má biết má nhiêu tuổi không? Má 9 mấy. Chín mấy mới được chứ. Má không biết phải không? Má nói ngược lại, má nói bộ con không biết tuổi má hả? Sí. Không nhớ mà nói lại, nổi lại. Con không biết má nhiêu tuổi à? Nhỏ này cũng đẹp nữa, nhỏ này cũng được khen nữa. Nhỏ này được bà khen nữa. Dạ. Con ôm bạn chút nữa. Bạn này mày dân đầm. Dân đầm á, biết dân tay đó. Trai ông nè. Trai ông cánh đỏ. Trai cánh đỏ. Dạ bà. Chồng của con ha, chồng của con người Mỹ. Xin chào. Xin chào. Vậy. Dạ. Chồng của con. Không già, trẻ, dạ, rất là trẻ, dạ, rất là tốt.
Cô trẻ. Con trẻ. Cảm ơn. Thank you. She said thank you. Oh. Talk to you. Không có gì. Không có gì. Quay trắng nổ. Trắng nổ. Quay. Quay trắng nổ à. Quay trắng nổ à. Great way. Yeah, great way. Rồi. Dạ, dạ. Chào con. Quay ngoài ngồi. Dạ. Không biết tiếng Việt nhiều thôi cho bà vui quá. Bà vui quá, bà vui quá, vui. Bà vui quá. Bà thương quá. Dạ, dạ. Dạ. Các con nắm tay bà. Dạ. Được rồi, được rồi. Bà mềm, mềm. Con mềm, mềm. Mềm lắm, mềm. Dạ. Tay còn mềm. Tay mềm lắm. Tay bà, cảm ơn con. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. Dạ, tay mềm quá. Dạ. Trai thì thương, cái bạc thì thương. Dạ, cảm ơn bà. Dạ. 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 Vậy con đỡ bà nằm xuống nghỉ nha. Yeah. Rồi con đỡ bà nằm xuống nghỉ, tụi con đi ra ngoài nha. Dạ, rồi. Dạ. Anh đừng có đựng, muốn đựng mấy cái áo thương quá. Muốn đựng mấy cái áo. Dạ. À, sẵn bằng à. Mặt băng băng, mặt băng băng. Cháu này nhất nè, cháu này đẹp nhất nè. Dạ. Vuốt tóc ra cho đẹp. Bạn nhiêu tuổi em? Dạ nhiêu bà? 98 97 97 97 tuổi. 97 chưa 98. Còn mấy tháng nữa mới 98. Mấy tháng mới 98, mới 97 à. 97. 97. Là lớn tuổi mà còn trẻ. Dạ, lớn tuổi mà còn trẻ. Bà khen á. Mặt dày xương nhỉ. Con 51. 51 tuổi. Dạ. Nhỏ nhỏ hơn bà mới nữa hả? Con 62 tuổi. Dạ. Dạ, con 62, con nhỏ này 51. Rồi gần 100 mà còn minh mẫn vậy. Dạ, còn minh mẫn. Tự ngồi dậy được luôn mà. Mặt dễ thương. Dạ. Dạ, tự ngồi dậy luôn. Thích nhỏ này lắm nè, con nhỏ này. Tới giờ đây hồi mới làm hình nền nữa. Dạ. Vô luôn, vô luôn. Rồi làm hình nền. Ừ. Hồi xin đu quanh. Cười cười bà ơi. Chụp hình. Bà. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Con có nói chuyện với bà để bà quay ra. Bà chụp hình rồi bà. Bà cười lên, cười lên. Chụp hình. Thấy biết chưa? Thấy biết chưa? Chụp hình. Chụp hình. Chụp hình. Nói tiếng Anh bà luôn mà hiểu. Nhiều khi bà biết tiếng Anh nữa à. Bà giỏi lắm đó. Dạ, bất cứ. Dạ, mà còn những thương nghe. Thương nhỏ này rờ mặt hoài luôn. Rờ mặt mấy đứa cháu hoài luôn. Nhìn bà này. Bà. Bà lâu chín mấy à? Dạ, bà chín mấy à? Ngoại thì gọi là cô ruột. Cô ruột. Dạ. Trai gì? Dạ. Trai mà coi đẹp về. Khen nhà con bà. Khen mấy đứa cháu. Dạ. Khen mấy đứa cháu. Thì anh này là cô ruột của ngoại. Yeah. Dạ. Ông qua là dì ruột của bà ngoại. Dạ. Bà cố là dì ruột của ngoại. Này, cô ruột. Này là... À, em của ông cố. Em ruột của ông nội. Ấy bà nhớ ông Duyên Thư là ông nội. Ông nội. Có nhớ bà nhớ ông là mặt dây sườn. Thương con á. Dạ. Dạ, cảm ơn bà. Dạ. Để dạ. Dạ. Hai đứa con là cháu nội năm quá quá ha. Dạ. Cháu nội ông giống hả? Giống dạ, hai đứa cùng chỗ ra. Bà nhớ ông cháu nội ông Nông Quánh. Bà nhớ ông Nông Quánh là ai không? Ông Nông Quánh là ai bà? Ông Nông Quánh là ai? Nông Quánh ở Tân Hòa là ai bà? Ông Nông Quánh Tân Hòa là ai vậy bà? Nhớ. Chỉ biết hiện tại là mấy con đẹp. Mấy con đẹp, mấy con biết vậy con. Không biết. Dạ. Yeah. Chồng của chị. Cái này con trai của con. Cái này là con gái của con. Dạ. Dạ. Thương quá, thương quá, thương nhỏ này, nhỏ đi. Không bằng là mất, không bằng. Rồi mình đi ha. Để bà nghỉ. Tặng bà tiền luôn ta. Vì con biếm bà. Con biếm bà uống sữa. Dạ, cho bà. Dạ, cho bà uống sữa. Để bà. Cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn bà. Bà ráng khỏe mạnh ha. Dạ, bà uống sữa ha bà. Bà thích cái gì nhất? Bà thích uống sữa hả? Ừ. 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 Ừ
bên Tân Hòa. Tân Hòa đó, ông đúng rồi, Năm Quánh. Ông Năm Quánh, ông nhớ ông Năm Quánh không? Bà nhớ ông Năm Quánh không? Ừ. Tân Hòa, con là cháu nội. Cháu nội Năm Quánh, cháu nội Năm Quánh, cháu cô ông cả tài, cháu nội Năm Quánh, 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 chá
97 tuổi. 97 tuổi. Bà cũng trước nay chị 97. 97. 97. Dạ, nó hư rồi, sắm sửa. Gần tốn cả nghe 10.000 thôi. Dạ, dạ, nó giả đó bà. Khai ra nữa. Khai ra. Khai ra. Dù tiếp nghe cả. Rồi, hãy thăm bà tiếp, bà nằm nghỉ. Cảm ơn con. Dạ, không có gì rồi. Bà nghỉ nha. Hàm răng cũng đẹp. Dạ, hàm răng đẹp, khoe hàm răng này. Bà khoe hàm răng đẹp này. Hàm răng đẹp không bà? Dạ. Dạ, đẹp bà. Dạ, đẹp đẹp. Chắc bố của bà. Dạ, đẹp. Dầm mặt đẹp, dầm mặt đẹp. Con nhỏ này cái hàm răng thôi, con nhỏ này dầm mặt đẹp nè. Lại đây. Lại đi, lại cho ba này. Gần trăm tuổi đó con. Đó là cháu cố. Hàm răng đẹp. Nó hàm răng đẹp nữa. Đó là cháu cố của bà. Cháu cố. Cháu cố. Cháu cố. Kêu là bà cố. Bà cố. Bà cố. Dạ. Mẹ con. Hàm răng đẹp. Hàm răng đẹp. Con gái con làm răng rồi cặp chân mày, cặp chân mày đẹp nữa. Wow. Dạ mà nhìn kỹ nha. Nhìn rõ. Dạ giống. Dạ mẹ con giống. Mẹ con gái. Dạ đúng rồi, giống rồi, đúng rồi. Bà cảm ơn con. Dạ con cảm ơn bà. Bà nằm nghỉ đi. Bà nằm nghỉ đi. Dễ thương. Dạ dễ thương. Dạ nẫn cái nè. Dạ. Ráng sống tâm tuổi như bà nha con. Bà giữ sức khỏe nha. Da mặt trắng. Da mặt trắng. Rồi bà nằm nghỉ ha. Bà nằm nghỉ đi. Để mà ông chín mấy. Chín mấy? Dạ 97. 97 tuổi. Dạ gần trăm rồi. Dạ. Dạ chân mày đẹp. Rồi con thăm bà chút, bà nằm nghỉ ha. Bà nằm xuống nghỉ ha. Dạ rồi bà nằm đó. Con cảm ơn con. Dạ có gì bà. Dạ dạ rồi hai bà nằm nghỉ ha, con ra trước ha. Dạ hai bà nằm xuống. Dạ bà nằm trước. Dạ con đi vô ngoài chứ, bà nằm xuống ha. Dạ dạ thăm bà một chút xíu rồi để cho bà nghỉ ngơi ngủ. Gia đình Trang ra ngoài thì cô Oanh là con của bà chuẩn bị cho gia đình Trang một món bún bò Huế tự cô nấu. Cô nấu rất là ngon, ngon hơn ở tiệm tụi Trang chưa từng ăn tô bún bò Huế mà ngon như thế đó cả nhà. Vì ở bên đây đa số là tự nấu để cho gia đình quây quần tới thì nấu ăn nó cũng trên mạng cũng dễ, nên bây giờ mình tự ăn. Chồng Trang cũng có được một món cũng người Mỹ cũng ngồi ăn chung với tụi Trang. Thì cô Trang lần đầu tiên Trang cũng mới được gặp bác cả nhà. Cô rất là dễ thương, lăng xăng lo cho tụi Trang ăn cho no. Cô không có ngồi ăn luôn. Thì ăn xong á, cô còn đãi trái cây dùng nhiệt đới rất là ngọt. Rồi dùng xong rồi Trang lấy những cái hạt khế, hạt ổi đem về để ươm trồng thử coi được không. Thì cô Oanh của Trang hồi xưa ở Việt Nam là giáo viên, qua đây cũng đi làm trong chính phủ. Rồi hai đứa con của cô học bác sĩ, học qua công nghệ thông tin, cũng rất là thành đạt ở trên nước Mỹ. Trang cũng rất là vui cho cô. Đây là con trai của cô, nãy giờ đang làm việc, cũng làm việc trên mạng ở nhà. Bây giờ tới giờ trưa, giờ nghỉ ăn cơm á,
thì cũng xuống để dùng cơm, dùng bún bò Huế và trò chuyện với gia đình Trang một chút. Thí dụ bây giờ con làm 15 đồng đi, cái mốt con ra có thể 45, 50 đồng dạ. Một giờ. Thì bởi con nói bạn con, bạn con với anh Tư rồi hồi xưa đi cỡ hai mấy tuổi mà hai mấy chục năm về trước con ráng học được, con giờ điều kiện đầy đủ. Ráng con số này gì đó. Con ở nhà mẹ không? Ăn xong món bún bò Huế, rồi ăn ổi và khế ngọt, xong rồi cô Trang còn làm bánh lăng. À, để gia đình Trang nữa, cô Trang với chồng Trang đang rất là hứng thú vì cô Trang cũng đi du lịch rất là nhiều giống như chồng Trang. Cô Trang đang chỉ cô Trang đến nhiều nước, nhiều tiểu bang, là mỗi một lần đến đó thì mua một cái biểu tượng đặc trưng của nước đó, tiểu bang đó để làm kỷ niệm. Cái sở thích này cũng rất là giống chồng Trang, thì chồng Trang rất là mê. Because I was due to go, I've lived in Germany, Israel, been all over Europe, Austria, Sweden, Denmark, but I want to go back just to Germany, which is close to Paris, you know, just in between Rome and Paris. But anyway, I was going to take, but then COVID. Yeah, so COVID, we didn't go anywhere. The last in August, we went to Hawaii. Yeah. That's one place I've not been yet. Cuộc vui nào cũng tàn. Gia đình Trang xin chào tạm biệt gia đình cô của Trang và xin chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem video ủng hộ gia đình của Trang. Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người video sau.